Mấy bữa trước gặp một cái cô này đang bị bế tắc. Bế tắc đến mức mà nhìn cái mặt khờ. Trời ơi, vừa nhìn một cái nói sao cô khờ gì, nói con sắp chết rồi. Nói nợ nần hay là thất tình? Nó không có thiếu nợ nần mà cũng không thất tình luôn. Vậy chứ bị cái gì? Ung thư sắp chết nè. Nhân Đức nói, ở đây nè, Nhân Đức báo cho cô biết, ở đây là một cái nơi mà thích thú ung thư nè. Xong cô nói, con mới nghe người ta nói lần đầu tiên luôn đó thầy. Con ung thư, con đi đến nhà gia đình dòng họ con, người ta sợ con muốn chết luôn. Thấy con thảm thương buồn phiền, người ta sợ con nó. Rồi người ta thấy con ăn chơi, người ta sợ con bị sida chứ không phải ung thư. Những Đức nói, ở đây cũng thích sida luôn. Những Đức nói cho cô biết á, cái chùa mình là cái chùa mà xây ung thư và xây sida đó, biết không? Có nghĩa là bất cứ một căn bệnh gì, nhưng viên thuốc A và đà này sẽ trị được chứ quý vị. Vì cuộc đời có người sanh lão bệnh tử, ai mà không chết một lần? Chưa lão cũng tử nữa. Nhưng mà chúng ta có viên ai thuốc A và đà này rồi thì yên tâm, không cần lo, cứ niệm Phật chân thật, niệm Phật không có bận tâm. Mình biết rằng đời sau mình cảnh giới còn tốt hơn. Sợ gì cái chết của đời này? Đời này bệnh đau khổ quá rồi, biết đời sau cảnh giới còn tốt hơn. Đối với người niệm Phật này, chúng ta có gì phải sợ chết chứ? 48 lời nguyện, có một lời nguyện văn danh được phước, dù là chưa đủ tín nguyện cầu sanh cực lạc, nhưng quý vị chỉ cần niệm Phật là quý vị có phước, đời sau quý vị sẽ tốt hơn. Thì biết vậy rồi sợ gì mà chết? Có khi đời này khổ, thọ mạng đến đời sau nó còn ngon hơn, đúng không? Tại vì có phước mà. Con người có phước thì bất cứ đời nào cũng sẽ tốt. Có phước thì đời nào cũng tốt. Người mà vô phước thì dù trong là một cái cuộc sống mà vô cùng nó phồn hoa, quý vị vẫn khổ. Quý vị coi cái nơi mà phồn hoa, cái nơi mà giàu sang vô cùng, có một vị trí rất giàu, quý vị coi ở đó có người nghèo không? Có. Giàu cỡ nào giàu cũng có người nghèo hết chứ quý vị. Dù là nước Mỹ nó có phát triển giàu cỡ nào nhưng mà nó vẫn có người đi xin ăn đó. Có không? Có. Nên từ nơi đó nó phải có cái người khổ gì sao gì. Vì cái cõi đời này nó đâu phải hoàn toàn ai cũng có phước hết đâu. Nên chúng ta có phước thì trong cái hoàn cảnh nào nó cũng là an vui và hạnh phúc. Còn vô phước rồi, dù quý vị ở trong căn nhà vàng son đi chăng nữa, quý vị vẫn khổ đau như bị giam hãm. Hiểu không? Nên con người nó cần phải là có phước. Mà muốn có phước thì làm cái gì? Niệm Phật và sống cho tốt thì có phước. À, thế sao? Ví dụ như giờ người ngoài đời người ta không tu thôi, mà nhà ai mà con cháu hiền hậu, nghe lời cha mẹ, lo ăn học đàng hoàng, nhìn thấy có hậu, người ta tự nhiên cái chòm sớm người ta nói câu công nhận nhà có phước thiệt. Công nhận không? Không có tu mà người ta cũng nói câu vậy nè, nhà có phước thiệt, con cháu hiền hậu. Vậy thì con cháu mà hung dữ, hung bạo, quậy quọ thì quý vị biết rằng nhà này vô phước rồi. Nhà có tiền mà gặp con cháu hư hỏng là gì? Là vô phước. Còn nhà nghèo nàn mà con cháu đàng hoàng, người ta nói tuy nhà người ta nghèo mà con cháu người ta đàng hoàng, hiền hậu, cái thằng nó hiếu với cha mẹ nó, công nhận bà có phước thiệt nghe. Nhà tôi giàu mà con tôi nó bắt hiếu ghê luôn, tôi vô phước lắm bà ơi. Tuy tôi có tiền mà tôi khổ lắm bà ơi, nó lấy tiền tôi nó ăn xài lum la. Còn bà tuy nghèo mà con của bà tôi thấy nó hiếu với bà, tôi ham dễ sợ, thà tôi cầu cái nghèo mà con tôi nó hiếu còn hơn mà giàu mà con bắt hiếu bà ơi. Thấy không? Cái này rõ ràng mà. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng có phước thì tự nhiên dù là nhà nghèo đi chăng nữa nó cũng an vui hạnh phúc nữa. Còn vô phước rồi, dù gia đình giàu biệt thự đi chăng nữa nhưng mà lấy nước mắt chăn cơm trong đó đó. Trời ơi. Nên nó càng nghe giáo dục lắm quý vị à. Có người rất là càng nghe giáo dục, khi mà nghe giáo dục, nghe đạo đức, nghe nhân quả rồi, con người sẽ sống rất là tự tại đó, rất là an lạc. Tại sao mà chùa mình chủ nhật tuần nào nó cũng không ế? Vì có người người ta về đây nó vui. Có nhiều bà cô mới nói gì nè, thầy ơi, từ khi mà biết chùa thầy tới bây giờ chúng con nó có một phương hướng vui lắm thầy. Tự nhiên sắp sửa tới từng bắt đầu điện thoại. Chị rước chỗ nào? Là ở đâu? Xe chạy cái đường nó kẹt xe đó, bà ra cái lộ đó giùm tôi đi nghe. Đúng giờ nghe. Trễ mà người ta đợi kỳ lắm chị. Lần nào ghé thôi rước chị nó cũng trễ hết trơn á. Chị tranh thủ giùm đi. Bà kia bà nói lo gia đình xong, lau nhà cửa xong, dọn dẹp hết trơn mới đi. Chị chờ chút đi chợ. Thế không thôi mà dọn dẹp chui xong, ổng nhăn 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 mệt muốn chết.
mà chị nói với bạn đồng tu thông cảm nghe không, tôi tranh thủ nhưng mà bữa nào cũng trễ, nghe không? Nghĩa là cũng lo gia đình xong mới đi tu được. Nhưng mà mấy bà nói vui là do vì lúc trước nó cả tuần làm việc xong cái chủ nhật cái cũng không có phương hướng nào để mà có niềm vui. Còn bây giờ tự nhiên mình nghĩ cả tuần mình làm việc tới chủ nhật cái mình được đi chùa. Cả bây giờ 60 mấy đứa con nít mà mỗi tuần chủ nhật mà đi đến chùa mình giờ có 60 mấy đứa là nó ổn định vị trí, 60 mấy đứa là chủ nhật là có mặt, còn thứ bảy thì rất là đông, cái khuôn của thứ bảy thì rất là đông, nhưng chủ nhật thì có 60 mấy đứa nó nghe là cái buổi hôm qua nói chuyện xong nó được lễ Phật, cái đó là một thời khóa của các cháu hơn sáu chục đứa. Bây giờ có một cô giáo dạy trường học đến cái muốn hỏi mấy cháu này sao chủ nhật các con không ở nhà chơi mà đi đến chùa làm chi. Nó nói đi vô chùa vui hơn ở nhà. Xong nó nói sao các con kêu cha mẹ con đưa đi suối tiên, đầm sen đồ chơi, hoặc đi Vũng Tàu tắm biển. Nó nói đi lỡ đó ồn náo đen thui, nắng nôi mệt mỏi, đi vô chùa ăn ngon vui vẻ không tốn tiền ba mẹ con. Trời ơi. Và cô giáo mới nói sao mấy đứa này nó khôn dữ cái trời. Cái đứa niệm Phật nó khôn lạ lắm mấy vị ơi. Nó ngộ lắm, vì sao nó niệm Phật nó khôn, vì nó tiêu nghiệp. Cái đứa nhớ Phật thì nó tiêu nghiệp. Mà quý vị coi một đứa mà nó niệm Phật siêng năng, nó không bao giờ đòi tiền bạc của cha mẹ nó đâu. Nó sợ cha mẹ nó lo âu lắm. Cái đứa mà nó biết niệm Phật là nó lạ vậy đó. Tại vì cái câu ai với đạo Phật này, a là vô di đà là lượng Phật là giác. Con người mà niệm Phật là nó luôn luôn là sợ người ta bất an, sợ người ta buồn, sợ người ta lo cho mình, không chỉ là đối với cha mẹ. Ngộ lắm á. Mà vô hình chung câu Phật hiệu này lạ như vậy đó. Nó rõ ràng là mỗi một người niệm là sẽ có lợi ích liền, không nói chừng á. Nó cứ niệm Phật là có lợi ích. Những đức nói cái nghiệp nặng như những đức niệm Phật còn lợi ích nè. Rất là nặng mà niệm Phật còn lợi ích mà. Nên từ nơi đó mà pháp môn tịnh độ này thôi dành cho đa dạng con người. Giống như ăn cơm vậy đó. Ai cũng phải ăn. Vậy thì nếu nói là tu trong thời mạt pháp thì ai cũng nên niệm Phật hết á. Nếu tu trong thời mạt pháp thì Đức Thế Tôn đã quyền ký chuẩn rồi. Thời mạt pháp niệm Phật thành tựu nên ai cũng niệm Phật hết trơn á. Cũng như ăn cơm, ai cũng phải ăn cơm hết á. Thấy không? Nên quý vị nên lấy niệm Phật làm chính. Chân thật mà niệm Phật đi. Nó làm cho quý vị dễ nhớ câu Phật hiệu hơn. Dễ nhớ câu Phật hiệu, buông ra cái ai với Đà Phật, giật mình ai với Đà Phật, ho ai với Đà Phật. Cái gì cũng ai với Đà Phật, bận đồ mà dắp té cũng ai với Đà Phật. Quý vị biết rằng cái người mà tu ở môn tịnh độ nó đặc biệt mỗi lúc mỗi nơi niệm Phật. Quý vị ngồi trong nhà vệ sinh, đi vệ sinh, đi cầu cũng niệm Phật được nữa. Nó ngộ vậy tại vì quý vị không có để chống thời gian cho nó mệt. Nó có cái bà kia bà gặn đẻ, những đức nói bà gặn một cái là a di đà Phật. Là nó chạy ra mau gốc kỳ chứ gì đâu. Cái cô kia có nói là con thích niệm Quán Thế Âm Bồ Tát khi gặn đẻ, mà con nghe thầy đọc mà Nam Mô Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát á. Như Đức nói thì bà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà bà phải tát cho nó mạnh nó mau ra lắm. Tại vì Ấn Tổ nghe nói rằng khi mà người đàn bà sanh đẻ đừng có sợ niệm lớn tiếng á. Như Ấn Tổ nghe nói cái nơi mà gọi là không được sạch sẽ thì niệm thầm, đừng niệm cả tiếng, đúng không? Nhưng mà cái lúc sanh đẻ thì cần niệm lớn tiếng, vì sao? Vì niệm lớn tiếng nó có lực. Còn niệm mà không ra tiếng, niệm thầm là nó rất dễ bị bế hơi. Nó bế khí của người lại thì tức khắc như thế nào? Nó không có lực để gặn. Nên những đức chỉ niệm như thế nào? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái bà có bầu giật mình kìa. Ê, coi thấy chưa? Niệm như vậy đó nó có lực gặn vô cùng luôn. Quý vị thử phải không? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó chạy cái vèo ra vậy đó. Nó chạy ra luôn á. Tại vì sao? Vì cái lực của nó mạnh quá, nó gặn một phát chạy ra luôn. Mà danh hiệu của Tá Quán Thế Âm quá từ bi, nên nó âm hưởng cái đứa bé này, nó có sự từ bi. Nó có sự từ bi thì nó không có quậy vọ cái bụng mẹ để làm đau đớn mẹ làm chi. Thí dụ như giờ mấy bà bầu ngồi đây đi, những đứa nói gì em bé trong bụng nó nghe liền. Nó nghe liền vì sao? Vì đứa bé nó nương vào lục căn của cha mẹ, của mẹ để mà nó tiếp nhận lục trần. Hiểu không? Có nghĩa là đứa bé trong bụng nó sẽ nương vào cặp mắt mẹ để nhìn những đức và nhìn mọi người.
nó nương vào đôi tay mẹ để mà nó xúc chạm. Từ nơi đó nếu mà cái tâm tư người mẹ mà thiện, cặp mắt mẹ thiện, thì tức khắc bé sẽ nhìn được cái thiện và tốt thôi. Nên danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm là từ bi tha thứ. Nên tại sao mà sanh con ra mà mộng ngoan ngoãn dễ thương? Vì danh hiệu từ bi tha thứ nên âm hưởng vào đứa con chứ sao? Âm hưởng đứa con. Bây giờ đơn giản thôi quý vị, ở trong một cái phòng này mà dầu thơm vô cùng, quý vị không cần sức dầu thơm mà ở trong phòng có dầu thơm, bước ra tự nhiên người quý vị sẽ có mùi thơm, đúng không? Nhưng quý vị bây giờ không có lấy phân chay vào người, nhưng mà quý vị ở trong cái phòng mà toàn bộ là phân heo không à, quý vị bước ra quý vị đến gần người ta nói sao cái mùi phân heo không, quý vị trời, lấy phân heo sức cái gì, nó không có, tại vì tôi nuôi heo. Coi mấy cái bà nuôi heo đi, nếu mà đi đâu mà không tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ là quý vị đi ngang là nghe em phân heo à. Còn cái người mà bán nước hoa, quý vị đi ngang là nghe nước hoa liền à. Tại vì sao giờ ở gần nước hoa? Vậy thì cái người niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nó được xông ớp danh hiệu từ bi tha thứ. Cái người niệm A Di Đà Phật thì xông ớp được cái tâm giác ngộ trí tuệ. Thấy chưa? Tại sao không niệm A Di Đà Phật, không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm? Nó nên người đàn bà mà sanh đẻ nhớ, niệm A Di Đà Phật hay niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đều có cái hạnh từ bi và tha thứ và thương yêu và giúp đỡ cho đứa bé rất là lớn. Nhưng phải nhớ niệm có tiếng, những đức thấy Ấn Độ nói câu này hay. Phải niệm ra tiếng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Ôi cái bà bầu gặn đẻ mà kiểu này cho bác sĩ nói bà là số 1 đó. Tôi chưa từng thấy cái bà bầu nào mà gặn đẻ kiểu bà luôn á. Bà gặn gì đâu mà bà gặn mạnh dữ với bà. Nó tại tôi niệm Bồ Tát. Thì biết rằng nghe Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi tha thứ dịu dàng. Nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm kia mạnh mẽ rồi thì như tiêu diện thì coi. Chùa tiêu diện le lử, Bồ Tát Quán Thế Âm thiện hiện. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm thiện hiện trong tất cả hình thức luôn. Chứ vì biết mạnh mẽ hay là mềm yếu dịu dàng. Có nghĩa là trong hoàn cảnh nào cần độ sanh thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện trong hoàn cảnh đấy. Bây giờ muốn độ quỷ dương thì Bồ Tát Quán Thế Âm phải là chúa quỷ. Không, nên le lử ra, nhưng đó là tâm từ bi để độ những chúng sanh dữ dằn. Từ nơi đó cái người yếu đuối niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì có tư tưởng mạnh mẽ. Cái người quá mạnh mẽ và quá thô thì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ trở thành dịu dàng. Nên Ấn Tổ ngày nói con gái mà dạy cho niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm A Di Đà Phật thì sau này nhất định đứa con gái này sẽ dịu dàng và thùy mị. Và sau này đứa con gái này khi có chồng có con, sanh con rất dễ. Vì sao? Tâm của nó hiền hậu, tâm dịu dàng. Nó, nên cứ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đi thì có sự lợi ích lớn vô cùng khi mà sanh đẻ liền. Đâu nhớ cái cách niệm đó đó, nghe không? Rất là hay, không cần phải tốn sức dùng lực, nhưng lạ thay trong danh hiệu có sức và có lực luôn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Tát. Rồi xong có ba cái chạy ra luôn. Nói được rồi bà bầu ơi, chạy ra rồi. Trời ơi, đứa giờ mới sanh con nó khỏe khôn ghê luôn. Tại vì sao? Sanh dễ đứa bé nó đỡ bị mệt mỏi, mẹ cũng đỡ mệt. Còn sanh khó thì sao? Sanh khó thì mẹ mệt, con mệt. Quý vị suy nghĩ đi, mình mà bị ai đè, quý vị khỏe mệt, đúng không? Đứa bé nó trong đó đang bị đè trong á, đè lâu nó mệt lâu. Nên từ nơi đó quý vị mà gọi là thông cái tâm rồi thì tát chạy mất tiêu. Mấy bà bầu nghe gì rồi thấy đặc biệt không? Nó nên nhớ niệm Phật, niệm Bồ Tát tuyệt vời, một cái pháp đặc biệt. Nhưng chúng ta lấy một danh hiệu A Di Đà Phật để dụng công tu, đầy đủ Bồ Tát nằm bên trong, đầy đủ mười phương chư Phật nằm bên trong câu A Di Đà Phật. Phải tin chỗ này nghe. Tại vì sao? Những đức quy nhất, vì nếu nó rẽ ra thêm một thứ thì nó sẽ thêm một thứ, thêm một thứ. Nhưng nếu quy nhất thành một thì con người ta sẽ quy tâm thành một. Nên cuộc đời những đức vẫn có một tư tưởng chuyên nhất. Nhưng mà mỗi năm ba lần lại Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta lại 3000 lại, vậy cũng là kết nhân duyên đặc sắc rồi đó quý vị. Cho những người ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm rồi đó. Nên quý vị chỉ cần để ý Bồ Tát Quán Thế Âm mà để Phật A Di Đà trên đỉnh đầu thì biết rồi. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí là hàng cổ Phật, nhưng mà đi hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Hàng cổ Phật thì hiện làm Bồ Tát đi hoằng truyền tịnh độ, muốn cho chúng sanh niệm Phật A Di Đà để thoát khổ đó. Nên lấy cái duyên của mình là Bồ Tát Quán Thế Âm để khuyên chúng sanh nên niệm A Di Đà Phật, nên để Phật A Di Đà trên đỉnh đầu. Nên niệm một câu A Di Đà Phật là có Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi tha thứ nằm bên trong, có trí tuệ như Đại Thế Chí Bồ Tát ở bên trong, có tất cả những sự từ bi và tha thứ nằm bên trong
sẵn hết trong câu A Di Đà Phật. Vì sao? Vì Đức Phật A Di Đà khi còn nhân địa tu hành, Ngài phát lời nguyện sự thành tựu của Ngài, tất cả những tinh hoa đặc sắc nhất của mười phương chư Phật Ngài đều tu qua hết. Thí dụ như một vị Phật thành tựu ba đại A Tăng kỳ kiếp, Phật A Di Đà vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp để thành tựu quả vị Phật. Vì sao? Vì nếu Ngài chỉ thành tựu ba đại A Tăng kỳ kiếp thôi thì nguyện của Ngài không khác gì mười phương chư Phật. Ngài muốn đạt thành một cái quốc độ mà được mười phương chư Phật tán thán thì Ngài phải vượt qua mặt tất cả mười phương chư Phật và phải tu đạt hết tất cả những sở đắc của mười phương chư Phật. Như vậy thì Ngài mới phát được cái thế giới cực lạc là cùng cực như vậy, và mười phương chư Phật cũng có thể làm được. Nhưng thấy Phật A Di Đà đã làm quá viên mãn rồi nên mười phương chư Phật chỉ cần tán thán A Di Đà Phật. Đó mới là nguyên lý cái chuyện không phải cần đụng chạm, đúng không? Còn chúng sanh chúng ta thì có giới hạn, nên cái người làm được việc tốt thì mình thấy tốt, người kia làm được việc tốt tốt, nên mỗi người làm việc tốt tốt, mỗi người giúp một số chúng sanh tốt, đúng không? Thì chúng ta bây giờ chuyên khuyên người ta niệm Phật thì mình cứ khuyên người ta niệm Phật tốt, vậy là tốt nhất. Nếu như mỗi người mà cứ giữ cái cương vị của mình sống cho thật tốt thì tức khắc Phật pháp nó rất là hưng thịnh đi, rất là hưng thịnh. Tại vì sao? Vì giúp được chúng sanh tu hành. Thí dụ như quý vị nghe những Đức nói chuyện nãy giờ khoảng hơn 40 phút, quý vị thấy có cái câu nào mà đưa con người người ta đi chết không? Đi khổ đau cùng cực không có. Nhưng mà quý vị nghe tự nhiên nó lắng động tâm, quý vị có một cái gì nó nhẹ nhàng trong tâm mình vô cùng. Tự nhiên đi đến đây nó có một cái gì nó nhẹ nhàng trong tâm mình. Những Đức nói bảo đảm luôn, nếu nó không có nhẹ nhàng trong tâm quý vị không đi đến đây đâu. Nếu mỗi tuần đi đến đây mà nó làm cho quý vị nặng nề buồn phiền, đi đến đây tu xong mà đi về nhà mà thấy nó nặng nề thêm là người ta sẽ không bao giờ đi đến đây đâu quý vị. Khi người ta đi đến đây nó phải có một cái sự lợi ích gì người ta mới đi đến đây đông như vậy. Ví dụ như ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị coi đi, mới để lên mạng đây, nó đông vô cùng là đông. Thôi ôi cái chặn lại kỳ này đúng là dữ dằn thiệt, đông quý vị. Mà cái chú ổng làm phim ổng đưa nhạc gì vô ầm ầm giúp lúc mình lại nó hứng như thấy không? Nên từ nơi đó cái coi rồi nó làm cho người ta nó thu hút quý vị, thu hút con người ta để mà người ta đến ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà nó phải có một cái sự an lạc gì chứ, 1000 lại đâu có đơn giản đâu chào, 1000 lại đâu có dễ đâu. Công nhận cái môn lễ này hay thiệt, bà bầu mà còn lễ được 1000 lại đúng không bầu? Lại 1000 lại luôn. Mà khi quay phim thấy bà bầu ở lại tội nghiệp thiệt, vì cái bụng bự lại quý vị nghĩ sao? Mình cái bụng mình có thể mình đè xuống mình lại được đúng không? Nhưng khi cái bụng bầu mình đâu có dám, vì mình thương con mình mà. Lại mình phải làm sao mà mình lại xuống mình nương nương cái bụng. Cái cảm giác của người có bầu là như vậy đó. Mình khi cái bụng bự rồi mình đi mình cứ dịnh cái bụng làm như mình sợ nó lọt xuống hay sao? Cứ dịnh, cái đây là cái cảm giác mình thương con ấy vậy. Cái tâm người mẹ thương con làm như nó bảo vệ cho con, cái bụng bầu nó bảo vệ. Đi cái gì nó cũng phải bảo vệ cái bụng. Có nghĩa là dù cho cái gì nó quào vô tay vô chân mình nhưng mà mình bảo vệ cái bụng, vì con mình nằm trong cái bụng. Cái tâm của người mẹ từ bi thương con nó như vậy đó. Khi lại là vì con mà lại, nên tức khắc lúc đó lại, nhưng mà vẫn lại một mình mà còn bảo vệ thêm con. Vì mà cái môn lại này lại được 1000 lại mà bà bầu lại được, trời ơi không tưởng tượng được. Vì sao? Vì cái tâm từ bi quá mà lại được chứ gì chứ nghe. Quý vị biết rằng quý vị muốn đạt mục đích gì quý vị sẽ làm ghê gớm lắm. Con người thành công là khi muốn đạt được mục đích gì đó nó mới thành công được. Giống như bây giờ Bác Hồ Ngài làm được việc người ta khó làm là vì sao? Vì Ngài cũng cứu đất nước. Ngài muốn cứu đất nước nên Ngài không sợ cực khổ Ngài mới làm được. Chứ nếu như Ngài vì cá nhân Ngài không có làm được cái chuyện lớn lao vậy đâu. Thì bây giờ mà mẹ vì con mà mẹ có thể làm tất cả cho con nên vì mục đích gì mà làm được? Vì thì nếu như chúng ta mà cảm giác rằng chúng ta về thế giới cực lạc chúng ta sẽ độ vô lượng chúng sanh, như vậy thì ở cái cõi đời này chúng ta không độ được bao nhiêu người, chúng ta sẽ mạnh dạn niệm Phật để cầu sanh cực lạc, đúng không? Đó, phải muốn đạt mục đích gì mà phải nhận thức được mục đích đó là lợi ích gì, thì lúc đó chúng ta sẽ chân thật cố gắng làm tới cùng luôn, làm không sợ mệt mỏi. Quý vị biết vì sao những đứa có thể lại được 1000 lại không? Quý vị chưa từng thấy cái chuyện chương trình lễ 1000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm đúng không? Chưa từng thấy cái chương trình nào mà ai lễ 1000 lại. 500 lại nó đã là quá dữ dằn rồi, mà lại hai bên 1000 lại, điều này là ít ai mà làm lắm đúng không? Quý vị biết vì sao những đứa làm được không? Chỉ có đúng một chỗ thôi, vì chỉ có một mình những đức lại mà nhiều người cùng lại theo, chỉ có như vậy thôi mà những đức lại được 1000 lại. Một mình những đức tu mà nhiều người, rất nhiều người cùng tu như vậy thì những đức thích thú rồi,
tôi có cực một chút tôi sẽ làm gì sao, vì nhiều người làm. Tôi chỉ có nghĩ như vậy mà tôi làm được. Nếu như có một mình tôi lại, xin thưa xin chịu thua, tôi không lại được. Vì sao có một mình tôi lại, tôi không có lại được. Tôi nói thật lòng đó. Vì sao lương tôi quá đông nên tôi lại được? Vì sao? Vì rất nhiều người đang lại với tôi. Vì vậy nói định đức chúng như biển cả mênh mông không? Đó, nguyên lý chỉ có như vậy thôi. Làm được việc người khác khó làm, chỉ có đúng cái là nguyên lý phải hiểu thì nhất định sẽ làm được những việc người khác khó làm. Thí dụ như bây giờ người này chạy xe ôm mà dám suy nghĩ tôi sẽ cắt một căn nhà, chạy mấy chục năm luôn, chạy xe ôm mà ngồi ngoài nắng ngoài mưa, chạy xích lô mà ho ra máu, vác công đòn, vác gạo, vác lúa mà ho, suy nghĩ con tôi sẽ đi học, nó sẽ làm một cái nghề đó, con tôi tương lai, con tôi sẽ được như vậy, vợ tôi sống ở nhà được khỏe, gia đình tôi sẽ đầy đủ, vì cái sự cực khổ của tôi, gia đình tôi sẽ đầy đủ. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà lúc vác cái bao gạo trên vai, con tôi sẽ thành tựu cái nghề đó, sẽ học hành ra cái việc như vậy. Từ như vậy mà cực khổ cỡ nào cũng có thể mà làm được. Gì sao? Vì có mục tiêu. Có mục tiêu. Còn nếu như bây giờ con tôi chết rồi, vợ tôi chết rồi, tức khắc tôi nghĩ làm luôn, trời ơi trời, tôi làm chi? Thấy không? Mất mục tiêu liền. Nên con người chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc, vì sao không bỏ? Vì mục tiêu giảng sanh nó còn cao hơn tất cả những cái tiêu kia. Cái tiêu giải thoát nó cao hơn là những cái tiêu thành tựu của thế gian này đó. Cao hơn nhiều. Cao hơn nhiều. Vì cứu huệ mạng của mình mà cứu được nhiều chúng sanh, cứu được ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình luôn, cái này nó quá lớn lao. Quý vị nhớ rằng là chúng ta là niệm Phật thì chúng ta được lợi ích, mà củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ chúng ta chưa siêu thoát cũng đang có cơ hội. Khi một người con cháu niệm Phật tu hành rất tốt thì tức khắc á, ông bà cha mẹ mình đang đọa trong địa ngục, quỷ dương quỷ sứ đến nói với họ rằng từ hôm nay cực hình nhẹ lại một chút. Ông bà này cực hình nhẹ lại. Vì sao? Vì sao cực hình của ông bà này bị nhẹ lại? Vì ông bà có một đứa con cháu tù tột. Tù tột. Quý vị nghe nè, ở thế gian nè, nếu như chúng ta là người có đạo đức với chòm sớm đó, con cháu của mình chỉ cần đi đến đâu mà người ta nghe được con cháu của ông đó thì tức khắc cũng là thương nó. Thí dụ như bây giờ quý vị quý những đức đi, nếu như quý vị thấy anh em của những đức đi, tức khắc quý vị có tình cảm liền không nói chứ, đúng không? Vậy thì nếu mà mình tu tốt, được người kính, quỷ thần kính thì sao? Thì ông bà cha mẹ mình cũng cực hình nhẹ lại. Và họ còn nói một câu, ông bà có cơ hội rồi. Vì sao? Vì gia đình của ông bà có một người tu tốt. Nên mới nói một câu là một người thành tựu củ quyền thân là như vậy đấy, hiểu không? Được hưởng lây. Hưởng lây chứ trời. Nó, thí dụ như Đức Phật là Phật đi, dòng tộc của Đức Phật tức khắc là người ta sẽ kính trọng chứ không nói gì, hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị, cái chân thật mà niệm Phật đi lợi ích cho mình mà lợi ích cho nhiều người lắm á. Nên lây quay cái tới ngày Phật Đản nữa nè, hiểu không? Mùng 8 tháng 4 đúng không? Đó. Bây giờ là các đoàn là sắp sửa nữa đó, thấy chưa? Tại vì sao chùa mình lây quay cái tới chương trình tu à? Mà tập trung con người về là tu nghe không? Mà về đây là tu. Ở xa thì chúng ta cứ tính đi cả ngày luôn. Ngày Phật Đản là cả ngày để chúng ta tu luôn. Cả ngày đó tu 4 thờ gì đó. À, rồi chiều lại là kết thúc. Tu xong là khoảng 9 giờ rưỡi xong. Ngày Phật Đản khoảng 9 giờ rưỡi xong. Chính là gửi là xong chương trình. Vậy mà tập trung về là thật chắc tu cho quý vị. Cộng lực của đại chúng này tu, nên những người mà phá thai đồ, nghiệp chướng nặng nề, sát sanh đồ đó, đến đây dự những cái chương trình mà chùa mình. Vì sao? Vì nó cộng tác để tu. Trước nhất là giải tỏa tâm tư, hai là để tu hành cầu giải thoát. Mình cầu giải thoát thì hương linh thai nhi cũng cầu giải thoát. Mình giải đi cái tâm quán hận thì hương linh thai nhi cũng giải cái tâm quán hận. Nên nhớ có một đoạn này: tâm yếu của tông tịnh độ là bất luận là ai, hễ niệm Phật thì đều được vãng sanh. Nên cái quyển sách của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân này, những đức gặp được những đức nói những đức học hoài nhiều lần cho gì coi. Những đức nói học hoài nhiều lần này, những đức sao học nhiều lần không nói cho nghe. Tại vì sao? Những văn tự sao nó tông vào chính mình quá.
Tại vì mình chuyên nhất niệm Phật mà Ngài tán thán niệm Phật không à. Có nghĩa là Ngài nói sao mà Ngài quy về niệm Phật đi là được à. À, đúng là đặc biệt cái mà Ngài cùng thời với Ngài Thiện Đạo Đại Sư. Nhưng nói tâm yếu của tông Tịnh Độ là bất luận là ai, hãy niệm Phật đều vãng sanh. Nghĩa là chỉ niệm Phật là thành tựu con đường vãng sanh. Vậy thì sao? Nghe nè, nghe rằng một niệm, mười niệm cũng được vãng sinh, rồi lơ là chuyện niệm Phật, đó là tính chướng ngại hạnh. Nói từ một niệm đến mười niệm vãng sanh, tự nhiên mình nó lại giải đãi. Thì Ngài nói rằng đây là gì? Đó là tính chướng ngại hạnh. Lòng tin bị chướng ngại cái hạnh tu của mình rồi. Nghe rằng niệm niệm chẳng rờ, rồi nghĩ rằng một niệm vãng sanh bất định. Chư tổ sư khuyên mình đi đứng nằm ngồi nên niệm Phật. Mình nói niệm Phật nhiều như vậy mà niệm mấy năm nay còn chưa thấy gì, chứ đừng có nói chi cặn tư nghiệp mà một niệm đến mười niệm vãng sanh. Thì đây cái đoạn này Ngài nói rằng là chúng ta đó, nghe như vậy thì tự nhiên bất định cái tâm mình, là lo âu là chưa chắc một niệm đến mười niệm vãng sanh. Không? Ngộ thai của người mình nó lạ kỳ như vậy đó. Nghe ít thì giải đãi từ từ, còn nghe nhiều thì thấy mình rằng là không biết cuối đời có được vãng sanh hay không. Nên bất định tâm, nó không ổn định, nó không quy nhất được tâm. Nên Ngài nói tiếp nè, đó là hạnh chướng ngại tính. Tin thì tin một niệm cũng vãng sanh, mà hành thì siêng năng niệm Phật suốt đời. Công nhận hay ghê không? Đặc biệt vô cùng quý vị. Tin thì tin một niệm vãng sanh, mà hành thì hành suốt đời niệm Phật. Chứ không phải là giải đãi, không phải là bữa nay gì may khác, không phải. Tin là tin một niệm vãng sanh, là một niệm chí hậu cuối cùng. Còn hành thì hành cả đời của mình là niệm ai với đời Phật để cuộc sống cuộc đời mình an vui, và cuối đời mình cái niệm cuối cùng của mình là niệm ai với đời Phật sanh cực lạc. Trời ơi, những công đoạn này nó hay gì đâu, nghe một cái là nó hưng khởi cái tâm mình đặc biệt gì đâu. Nó quý vị biết nghe là thích vô cùng luôn, thấy rằng là tông rồi, tông ngay mình rồi. Thích quá, đúng không? Vì sao mà gọi là một niệm á, cuối đời là giảng sanh, mà tại sao mà mỗi ngày phải niệm Phật? Vì mỗi ngày niệm Phật bạn sẽ hiện được một cái tướng vui giống người cực lạc. Bạn sẽ hiện cái tướng độ sanh. Vì sao mỗi ngày bạn an vui bằng niệm Phật? Nên giống người ở thế giới cực lạc, nên hiện tại bạn ở thế gian, nhưng bạn độ sanh rộng vì bạn an lạc, bạn vui. Hòa Thượng Tịnh Không này mở đạo tràng bên Úc Châu á, mỗi người trong đạo tràng niệm Phật ai cũng an vui vô cùng. Ai cũng an vui vô cùng luôn. Thì bắt đầu á, những người xung quanh á, những đạo khác người ta cứ để ý sao những người này vui quá. Thấy gì người ta mới qua hỏi Hòa Thượng. Hòa Thượng ngày nói chúng tôi mỗi ngày sống an vui và tự tại, sống những ngày tháng an vui và tự tại. Thì họ hỏi dùng cách gì mà sống an vui tự tại? Ngài nói niệm Phật. Bắt đầu Ngài hỏi Hòa Thượng, vậy chúng tôi những tôn giáo khác có đến niệm Phật được hay không? Ngài nói được. Thứ bảy thì học của tôn giáo mình, chủ nhật thì đi đến đây học Phật Pháp. Nghĩa là học an vui tự tại thì bất cứ một tôn giáo nào thì vị giáo chủ đó vẫn muốn mình được an vui tự tại. Tâm từ bi mà, đều muốn cho tín đồ mình an vui tự tại. Miễn phương pháp nào an vui tự tại thì học là tốt rồi. Nên tất cả các đạo đều dạy cái thiện, nên chúng ta thiện là tốt rồi, đừng có ác thôi, hiểu không? Đừng có cái tâm địa ác. Cái tâm địa ác dù cái hình tướng thiện nó cũng là ác nữa. Còn cái tâm địa thiện dù hình tướng nhìn ác mà nó cũng thiện nữa. Nó phải nhớ đó. Nên từ nơi đó phải cần cái tâm thiện. Mà muốn cái tâm thiện thì phải cái tâm nhớ Phật nó mới thiện được. Nên chúng ta dù là từ một niệm đến mười niệm vãng sanh, nhưng cả đời này chúng ta không buông câu Phật hiệu để hiện cái tướng mình vô cùng an lạc. Vì sao? Vì vọng tưởng là bệnh mà niệm Phật là thuốc. Thì bây giờ chúng ta mỗi ngày nếu mà buông câu Phật hiệu là vọng tưởng bu vơ liền, không nói chứ. Vọng tưởng nhiều thứ lắm, phải không? Vọng tưởng đủ thứ chuyện hết trơn á. Quý vị phải nhớ là có những người mà chúng ta tu lâu, có những ý nghĩ chúng ta nó tự nhiên nó bị sai lạ lạ lắm. Nó có cái chú này đến gặp như thế, cũng nói một câu nè, thầy ơi, con tu tính ra mười mấy năm đó thầy, nhưng mà tự nhiên con nghe thầy nói một câu tự nhiên nó đột ngay con luôn, con thấy con bị bệnh này luôn.
Mà lúc trước con mới tu của con mà đi đến chùa, người ta tu hành là con nhào vô con tu liền à. Bây giờ tự nhiên thầy con tu mười mấy năm, con nghĩ bây giờ ở đâu con cũng dụng công được. Con đi đến chùa con nói ở đâu cũng có Phật, nên ngồi đâu niệm Phật cũng có Phật. Tự nhiên con không vô chánh điện lại Phật luôn. Và người ta tu con ngồi ngoài ghế, ngồi ngoài gốc cây, con nói bây giờ con ở đâu cũng tu, ở đâu cũng có Phật. Tự nhiên con chấp tướng bỏ sự, con không có khuôn theo giống hịch ngày xưa con mới đi tu. Ngày xưa con mới tu tự nhiên con thấy người ta tu, con tu chung với người ta. Con thấy người ta lễ Phật con vô con lễ Phật. Còn bây giờ tự nhiên con tu lâu rồi, bây giờ con thấy lại Bồ Tát Quán Thế Âm thiệt là đông luôn. Con nói con ở nhà con lại cần gì đi đến đạo tràng lại chi cho nó mệt. Tự nhiên con bị cái tâm đó kỳ cục vậy thầy ơi. Nó những đức nói sự trở ngại. Nên chư tổ sư mới nhắc mình là giữ tâm như thở ban đầu, một đời dư thành Phật. Thêm cái nữa, tự nhiên con tu lâu, ngày xưa thầy con mới tu rồi tự nhiên đi đến chùa mà quý thầy mà tặng cho con một món quà pháp thí gì, tự nhiên con quý vô cùng luôn thầy. Mà tự nhiên con tu lâu rồi tặng cho con nói Phật là Phật tại tâm chứ hình thức nó làm gì. Tự nhiên con bị cái bệnh kỳ cục như vậy. Thường là người tu lâu ưa bị cái bệnh này, cho rằng mình cao xa, nên mình cần phải làm sao. Càng tu lâu thì con người càng hạ mình xuống. Con người phải càng giản dị và bình thường để dẫn dắt nhiều người tu được. Nếu mình cao xa thì người ta đi theo mình đi không nổi. Nên mình tu lâu hiểu biết, nhưng mà dẫn hành cái hạnh giản dị. Vì sao? Vì nhiều người giản dị, nên những đức đã từng nói cái câu hạnh xây chùa thì ít ai làm được cái hạnh xây chùa. Nên đây chúng ta được quyền tán thán, nhưng mà làm theo thì khó ai làm được, đúng không? Hạnh trì giới thì cái chuyện trì giới thì ít có người trì được giới lực viên mãn. Từ nơi đó chúng ta tán thán người trì giới, nhưng chúng ta làm với khả năng như thế nào, chúng ta có khả năng làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Hạnh bố thí thì ít có ai làm hạnh bố thí này được. Vì sao? Vì chúng ta nghèo, tiền đâu bố thí. Nhưng chúng ta có tâm tỳ hỷ và có tâm bố thí, hiểu không? Đó. Nên hạnh thiết pháp thì chúng ta khó ai làm hạnh thiết pháp được. Vì người thiết pháp phải có duyên và có một cái chủng tử đặc biệt họ mới thuyết pháp được. Nên chúng ta tán thán họ, nhưng chúng ta tùy vào khả năng mình để làm cái việc mà chúng ta có thể tu giải thoát được. Nhưng mà chỉ có một hạnh mà ai cũng làm được, đó là hạnh niệm Phật. Hạnh niệm Phật thì bao trùm các hạnh. Vì sao bao trùm các hạnh? Vì ai cũng niệm Phật được nên bao trùm các hạnh. Vì sao mười phương chư Phật tán thán Phật A Di Đà? Vì Phật A Di Đà ngài dùng cái hạnh niệm Phật để cứu độ chúng sanh. Từ nơi đó mà hạnh niệm Phật bao trùm hết tất cả các cái nguyện của mười phương chư Phật, nên mười phương chư Phật tán thán Phật A Di Đà là đại nguyện thù thắng. Đặc biệt vô cùng, quý vị nghe rất rõ ràng đúng không? Chứ chúng ta đâu có bài xích. Chúng ta nói rất rõ ràng cái hạnh mà có thể giúp được tất cả chúng sanh, mà chư Phật Bồ Tát trong kinh nói rằng thượng trung hạ đều bị thu nhiếp hết luôn. Thượng trung hạ đều được thu nhiếp hết luôn. Quý vị biết rằng cái hạnh niệm Phật là cái hạnh đạo đức. Con người mà có đạo đức thì cương vị nào quý vị cũng thành công lâu dài hết trơn á. Con người mà thiếu đạo đức thì con người này nhất định sẽ không tồn tại. Cái cương vị lớn cũng không tồn tại nữa. Nên người xưa ta nói câu á, mình có chức phận lấy văn làm gốc thì tồn tại lâu dài, đúng không? Nhưng mà đá đổ cái gốc đó thì chúng ta sẽ không được tồn tại lâu dài. Nên từ nơi đó ngôi chùa của mình nó có thể hưng thịnh là ngay chỗ nào? Những đức nhiệt tình hướng dẫn quý vị tu hành niệm Phật. Quý vị được cái sự lợi ích thì quý vị cũng cho những đức lợi ích. Như vậy thì cái ông này là ông trên, nhưng mà không có các bà dưới này thì ông trên này lấy gì ăn? Nên tại sao nói lấy văn làm gốc? Vì văn giàu nước mạnh, thấy không? Chúng thịnh thì chùa phát. Mà thịnh ngay chỗ nào? Phải tu mới có thịnh. Phải dạy người ta thì mới thịnh chúng. Thịnh chúng thì đạo phát. Còn nếu đồ chúng mà không nghe đạo thì diệt pháp. Nó rất là rõ ràng. Nên từ nơi đó quý vị có một cái pháp tu mà chính gia đạo vì an lạc thì pháp thịnh. Còn nếu như cái pháp tu của quý vị mà tu mà gia đạo vì không hưng thịnh, gia đạo nó không an lạc, gia đạo nó không hạnh phúc, thì quý vị ở trong cái thời đại pháp si.
Còn nếu không tiếp nhận Phật pháp luôn thì là pháp diệt. Nghe đạo mà không tu là mạt pháp. Nghe đạo mà không muốn nghe luôn là diệt pháp. Còn nghe đạo mà có tâm tu giải thoát là chánh pháp. Nó nhớ là trong thời mạt pháp nhưng tin tịnh độ mà niệm Phật là chánh pháp đó. Vì sao? Vì có người thành tựu, có người dám phát nguyện giảng sanh. Ngoài pháp môn tịnh độ thì quý vị ít nghe ai nói đời này một đời tôi giải thoát lắm đúng không? Ít nghe lắm. Nhưng chỉ có đúng pháp môn niệm Phật dám nói cái câu là đời này tôi phải giảng sanh. Ngộ thay. Vì sao? Vì có người nói mà nói theo. Chư tổ sư đều dạy mình nói như vậy. Các ngài đã nói được, làm được, chúng ta cũng sẽ nói được và làm được. Vậy thì chúng ta sanh trong thời mạt pháp mà tin tịnh độ là sống trong chánh pháp rồi. Rất là đặc biệt đó quý vị. Nên hôm nay chúng ta nói chuyện tiếng đồng hồ thôi. Còn nửa tiếng đồng hồ chúng ta tặng cộng dây chuyền. Thấy không? Chuyền Phật. Từ nơi đó mà cái món quà kết duyên mà. Nhưng nhớ đeo cộng dây chuyền thấy nó có ý nghĩa quý vị. Thì chuyền Phật đó quý vị. Nó có những người hỏi thầy ơi, cộng dây chuyền Phật này khi con đeo vô nhà vệ sinh con có lộ cắt không thầy? Pháp nó không định pháp. Nếu như ở nhà mình tắm hoặc đi vệ sinh thì trong nhà mình thì mình tháo cộng dây chuyền này ra, mình dắt ngay chỗ bàn thờ hay chỗ nào cho đàng hoàng. Còn nếu mình đi ra ngoài cắt ở đâu? Nó pháp không định pháp. Phật pháp có sự chuyển biến, nó không định pháp. Nếu định pháp thì chúng ta bất tiện rồi đúng không? Pháp không có bất tiện thì mới là thông pháp. Còn pháp mà có cái bất tiện là nghịch pháp, hiểu không? Nên pháp như nước vậy đó. Vào chai là chai nước, vào lu là lu nước, vào sông là sông nước, vào biển là biển nước, thấy không? Nước có thể rửa nhà vệ sinh mà nước có thể uống được á. Nước có thể làm được tất cả việc, nước có thể giúp cho mình mát mẻ, nhưng nước có thể phá thành lũy. Nước tuy là mềm dẻo nhưng nước có thể phá thành lũy. Quý vị coi nước mà dâng lên có cái gì chẳng nổi không? Nhưng nước trong khi cái bản thể của nước rất là mềm dẻo. Quý vị dùng dao chặt nước, chặt, nước vẫn liền lại hết hoàn toàn. Vì bản thể của nước là mềm dẻo và nhẵn nại. Nên Phật pháp ví dụ như nước. Nên tại sao chư tổ sư nói rằng cái thờ cúng dù là không có cái gì hết nhưng ly nước phải cầm. Vì sao? Vì biểu trưng cho thanh tịnh, không nhiễm nước á. Nó từ nơi đó con người mà có thể mềm dẻo học theo cái hạnh của nước thì tuyệt vời luôn. Thành tựu cuộc đời rất là lớn. Nên nhớ đeo cộng dây chuyền Phật, ở nhà đi tắm vô nhà vệ sinh chúng ta có thể làm được là gì? Tháo cộng dây chuyền ra. Vì cộng dây chuyền này bị gút lên một cái là quý vị lấy cộng dây chuyền ra dễ. Còn quý vị khi mà cần đeo nó lên cao hay là thấp gì thì nó có cái sợi dây gút lên gút xuống được, tiện lắm. Nó một chút cho mấy cô ra tặng rồi xong rồi mấy cô đeo cho các cụ rồi này kia. Quý vị biết gì sao mà thường tặng quà nhà đức cho các cô mình không? Các cô nấu ăn cho quý vị trong bếp mà trong nhà bếp nó nóng quá, lâu lâu cũng cho người ta ra ngoài hóng gió một chút, hiểu không? Ví dụ như mình là đàn ông mình được đi chỗ này chỗ kia đi, tối ngày vợ mình ở nhà nó cứ gu gú trong bếp không, lâu ngày nó trở thành một con người nó không có mở rộng nhìn xa trong rộng được. Nên lâu lâu mình là người đàn ông ga lăng, lâu lâu cũng chở vợ đi chỗ này chỗ kia cho nó biết một chút, hiểu không? Nó cái nghĩa là mình phải hiểu cái nguyên lý này. Người ta nấu ăn trong bếp nó khói đồ lửa mũi ăn chầu, mình lâu lâu mình cũng cho người ta ra ngoài này để kết duyên với đại chúng, thấy không? Thấy người ta cũng vui. Các cụ họ nấu ăn cho mình cực lắm, trong bếp nó nóng lắm á, nóng dữ lắm luôn. Chính nhân đức làm cho biết, nhân đức biết mà. Nên từ nơi đó mà khi mà tặng quà tặng này kia được cho mấy cô ra nó vui á cụ, vui lắm á. Còn các chú ở ngoài này không à, mình là đàn ông thanh niên mà, mình nhường phụ nữ một chút đi, hiểu không? Nhường cái gì cần nhường thì nhường đi, không có tính toán với người ta. Còn cái gì mà cần giải quyết thì phải giải quyết, còn cái gì nhường thì phải nhường, chứ không có được mà cái gì cũng tính toán với phái nữ, phải không? Thí dụ như đối với phái nữ mình nhường ăn nè, đối với phái nữ mình nhường bận nè, đối với phái nữ mình nhường đi chơi nè,
đối với nữ. Mình nhường cho người ta những cái gì mà tốt đẹp mà đàn ông mình nó không cần thiết thì mình nhường đi là phù hợp. Nhưng đối với phái nữ là không được nhường, nó xúi mình tầm bậy. Nó xúi mình chửi cha chửi mẹ, quýnh lộn với anh em đi giật của thì mình không có nghe lời. Cái này mình không có nhường được. Cái gì cần gầy là phải gầy, không có nhường. Nhưng mà đối với phái nữ là mình, ví dụ như trang điểm mình nhường là phù hợp. Thấy không? Trang điểm cũng cho mình chứ cho ai, đúng không? Bây giờ tôi hỏi tất cả các người phụ nữ, bị trang điểm vì ai? Có chồng thì trang điểm vì chồng chứ không lẽ trang điểm vì những đức. Thì suy nghĩ đi, tất cả những người có chồng là trang điểm vì chồng, còn những người có người yêu là trang điểm vì người yêu vậy thôi. Nó nguyên lý chỉ có là như vậy thôi chứ sao. Nên người ta làm đẹp là vì ai? Vì chồng. Nhưng mà mình là chồng phải dạy vợ trang điểm, dọn dẹp cho đúng nơi, đúng chỗ, đúng cách. Đó là người đàn ông khéo léo, chứ không phải là bỏ đùa bỏ đại cho nó trang điểm. Nó trang điểm giết rồi nó hư luôn á. Nó trang điểm giết rồi nó bị ung thư luôn á. Nên đừng có cho nó trang điểm tầm bậy. Đúng không? Mình ví dụ như mình chồng mình cho vợ trang điểm nè, em được quyền ăn bặn bên ngoài, tương đối coi được gọn ghẽ, em được quyền tóc tai có thể cho nó suông ngay ngắn thì coi được, em được quyền tha son, em được quyền đánh kem, nhưng anh không đồng ý cho em sửa sang sắc đẹp. Quy tắc của anh là như vậy. Nếu em cãi anh sẽ bye bye em luôn. Tại vì không được. Tại vì sao? Vì mình cưới con vợ này là vợ phải nghe lời chồng. Mình nói cái đó được thì là được. Em không được xăm mình xăm mẩy, không? Em không được phá hoại cái hoàn cảnh tự nhiên. Anh quy tắc là như vậy, em phải làm đúng như vậy cho anh. Còn cái chuyện mà cái bên ngoài trước đỉnh thì anh có thể châm chế, nhưng mà cái chuyện mà phá hoại cái cơ thể là anh không đồng ý. Vì anh sợ sau này vợ anh sẽ bị ung thư. Hiểu không? Nó mình là đàn ông mình phải khéo léo, mình chỉ vợ mình. Mình đi ra ngoài mình thấy cái gì, bộ đồ cái người đàn bà đó có tướng giống vợ mình, bặn mà thấy đẹp. Mình nhìn được cái tướng này, cái tướng cái người đàn bà này giống vợ mình nè. Cái gương mặt cái người đàn bà này giống vợ mình nè. Cái cặp mắt nó giống vợ mình nè, lỗ mũi nó giống vợ mình nè. Vậy mà bây giờ cặp mắt nó tha, nó gì nó làm sao đẹp đó. Thì bây giờ mình về chỉ vợ mình, đúng không? Cái người đàn ông vậy nó đặc sắc lắm. Cái người đàn ông vậy nó quá đặc sắc luôn. Nó nói với xã hội thì nó làm ăn được, mà đối với vợ con thì nó biết cách chỉ dẫn. Cái người đàn ông này là con người đàn ông nó quá sành điệu luôn. Nó, cái đầu nói tại sao mà anh nói là bộ đồ này em bận đẹp gì? Anh thích cái dáng em bận bộ đồ này. Anh đã nhìn được cái tướng của người đó giống em, bận bộ đồ này đẹp, thì anh tin rằng em sẽ bận bộ đồ này đẹp. Thấy không? Nó phải có cái góc độ như vậy đó. Thì mình là người đàn ông vậy thì dẫn người phụ nữ đi mua đồ, mình sẽ biết chọn đồ cho phụ nữ. Còn nếu không thì nó quê lúa quá. Cuối cùng đi dẫn đi mua đồ, hỏi đồ này được không anh? Được. Đồ này được không? Được. Sao cái gì cũng được? Anh đâu có biết. Vậy là mình thất bại liền. Đúng không? Mình là người chồng hay người đàn ông là phải biết. Biết hết. Nó có nghĩa là mình biết lựa đồ, biết cái này phù hợp, cái kia phù hợp. Biết. Vì nhìn qua rồi, biết rồi. Nên mình sẽ làm sao phù hợp. Vậy thì gia đình mình nó sẽ được cái hỗ trợ đó, hạnh phúc lớn lắm đó. Hạnh phúc rất là lớn. Người mà thường nhiều vọng tưởng, những việc chưa đến với mình cũng cứ thường suy nghĩ, hoặc là những việc đã qua cũng thường suy nghĩ, hoặc là chúng ta bị mất mát cái gì cũng bận tâm suy nghĩ, hoặc là lo âu sự việc sẽ bị mất mát cũng là bận tâm suy nghĩ. Đó toàn là vọng tưởng. Căn bệnh này là căn bệnh chung. Khi người mà dính vào những căn bệnh này thì ăn không ngon, ngủ không yên, cuộc đời sống khó có niềm vui được. Thí dụ như con người này, họ cả đời của họ là số phận nghèo, nhưng họ cứ suy nghĩ cái giàu suốt, đó cũng là vọng tưởng, là khổ. Có mà, có những người cả đời nghèo luôn quý vị, đến chết không có cái hòm chôn luôn. Vậy mà cái vọng tưởng của cái làm giàu là cứ là mỗi năm nghỉ suốt, nhưng đến chết cái hòm không có mà chôn. Có không? Có chứ. Có những người cả đời nghèo khổ, đến lúc chết đi xin cái hòm gòn. Nhiều người bị vậy lắm á. Nhưng mà cái vọng tưởng đấy, cái mộng làm giàu thì nhiều lắm.
suy nghĩ đủ thứ, nên nó vọng tưởng là bệnh. Mà mình bây giờ mình biết niệm Phật mình mới thấy rõ ràng vọng tưởng là bệnh. Con người mà khi giảm những cái vọng tưởng vu vơ thì con người này nhất định nó sanh phước lớn, sanh phước rất là lớn. Người ít vọng tưởng thì ít có lòng tham. Người ít có lòng tham thì là đoạn nghèo. Con người mà tham nhiều thì con người này là con người nghèo cùng. Lòng tham là mẹ của nghèo nàn. Niệm Phật là mẹ của phước báo. Chúng ta chọn thôi. Thí dụ như lúc trước ngày xưa những đức nghèo, nhưng mà những đức cứ nghĩ cái gì thì không à, giàu có phải tính toán thì sao á, cái lòng tham nó nặng thì nó không có được cái gì. Nên nói là lòng tham là mẹ của nghèo nàn. Bây giờ niệm Phật rồi giảm lòng tham, rõ ràng niệm Phật là mẹ của phước báo. Nên cái công đức niệm Phật lớn ngay cái chỗ là giúp cho chúng ta giảm vọng tưởng, thế vào đó đó. Chỉ có một câu Phật hiệu đi đứng nằm ngồi niệm mà nó thế vào cái lòng tham sân si của mình, thế vào. Còn nếu như để cho cái tâm mình nó chống chảy thì nó phát triển tham sân si. Cái hạt giống tham sân si nó phát triển rất mạnh là do gì? Mình không có một cái pháp để mà ngăn nó được. Mà cái pháp niệm A Di Đà Phật này khỏi càng ngăn chặn gì, cứ nhớ Phật niệm Phật thôi à, thì nó không nhớ được tham sân si gì thôi. Niệm lâu rồi tâm rỗng thì trí sáng. Người mà tâm loạn thì trí tối, mà tâm rỗng thì trí sáng, hiểu không? Tâm thanh tịnh là nó không vọng tưởng vu vơ, nó càng ngày nó càng thanh tịnh thì trí tuệ nó càng ngày càng sáng suốt. Phải nhớ. Nên từ nơi đó mà chúng ta lấy viên thuốc A Di Đà này để sống trong cuộc đời của mình đặc biệt. Nó có nghĩa là mình biết đủ thì thường vui, quý vị. Sống trong cuộc đời này biết đủ thì thường vui. Thí dụ như giờ mình đi đến đây, mình nghe Pháp Môn niệm Phật, mình biết được nhiều cách để giúp cho người thân, từ ông bà cha mẹ mình biết, biết nhiều lắm chứ. Ví dụ như giờ mình không biết Phật Pháp gì chứ, gia đình có hậu sự gì, ông bà cha mẹ trăm tuổi già, mình đâu có biết cách làm sao để mình lo cho ông bà cha mẹ đâu, quý vị. Ví dụ như nhà mà có người bệnh thôi, mình cũng là chạy đôn chạy đáo, mình bất an à. Không chỉ nhà có người mắc, có khi mà gia đình mà có người mà hậu sự gì, cái tự nhiên của mình cuốn cuồng lên trên chứ. Mình không biết đường nào để mình lo chứ. Nên cái người mà có phước, mình biết tu, tâm mình bình tĩnh, nhà ta có người bệnh hoặc là có người mắc, mình bước qua, mình giúp được cái gì mình giúp. Tại vì mình bình tĩnh mình mới giúp được người ta. Nên quý vị nhớ là mình là người biết tu hành, nó phải nó bình tĩnh khi gặp sự cố. Bất cứ cái sự cố gì đến với mình, mình phải bình tĩnh thì nó mới giải quyết được vấn đề. Ví dụ như người ta bị bệnh hoạn là người ta đang bắn loạn, mà mình mà bắn loạn theo nữa, sao giúp. Còn gia đình mà có người mắc thì mình phải bình tĩnh, mình giúp người ta làm sao cho nó được tốt cho người ta, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình biết niệm Phật đi, nhà mình có người già, mình cứ để xuyên suốt cái máy niệm Phật hay cái đèn bông sen niệm Phật, cái điều hộ niệm mình để suốt luôn vậy đó cho họ nghe. Ngày nào mình cũng nhắc ông bà cha mẹ mình nghe cái điều niệm Phật đó chứ. Cứ nhắc họ niệm Phật đi, sau này khi cận tử nghiệp là chúng con niệm Phật bằng cái điều này, nghe không? Chúng con sẽ niệm cho ông bà cha mẹ, thì Phật A Di Đà đến tiếp dẫn ông bà cha mẹ về cực lạc. Ông bà cha mẹ không có sợ gì, nghe không? Cứ niệm Phật đi, cứ niệm Phật theo chúng con, cứ nhắc suốt vậy đó. Cứ nhắc cái nhân niệm Phật đó, cứ nhắc. Rồi xong mình thấy già yếu rồi, trong nhà mình chuẩn bị, ví dụ như bây giờ khi mình hộ niệm trong gia đình của mình ví dụ như khi mắc xong mình để mấy dĩa trà ở dưới cái giường để làm chi cho nó bán mùi của người mắc bớt, để cho mình hộ niệm 24 tiếng cho nó tiện. Còn thí dụ như cái quy trình mà gia đình có người mắc đồ này kia, đừng bao giờ mà mình có tiền nhiều mình mua quan tài, mắc tiền quá nó không có lợi ích. Quan tài mà tốn nhiều tiền nó không có lợi ích gì chứ. Mua quan tài vừa vừa thôi, ví dụ như 7-8 triệu là được rồi, là được lắm. Như chùa mình mấy cái cụ quan tài 7-8 triệu, thấy không? Đây cũng được lắm rồi đó. Rồi chơi dưới quê những đức mà ngày xưa mà nói quan tài mà chừng 2 triệu là nhà cũng chôn được ngon lành, đúng không? Giờ 7-8 triệu là cũng được lắm, mấy vị. Nó mình chuẩn bị những cái tư tưởng gì trước đi. Tại vì gia đình có người già,
Thì mình là chủ gia đình, mình phải có một tư tưởng gì đó trước đi. Để khi mà gia đình có chuyện gì mình rất bình tĩnh, vì mình đã có chủ trương rồi, mình rất là bình tĩnh. Hoặc là cuộc đời con người mình biết mình niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Sự cố cuộc đời mình, bất cứ bệnh hoạn đến với mình bình tĩnh lắm, vì mình biết cuộc đời sớm muộn cũng chết. Con người ai cũng chết một lần, nên mình bình tĩnh là do mình biết sự việc này trước, nên mình không có cái gì mà hụt hẳn. Hoặc là mình dù là giàu sang, nhưng mình nhắc mình rằng là cuộc đời mình dù giàu, nhưng một ngày nào mình ra đi mình không cầm theo được cái gì đâu. Mình nhắc là không cầm theo được cái gì đâu, thì tức khắc khi mình gần chết mình không có núm níu cái của cải trần gian này. Có nghĩa là mình phải làm sao nhắc mình được như vậy đó. Mà muốn nhắc mình được như vậy là mình phải có tu hành mới nhắc được. Thấy không? À, nghĩa là nó phải có một cái sự tính toán trước. Cái đó là cần thiết tính toán, chứ không phải vọng tưởng. Tính rồi xong để đó qua một bên. Hoặc là mình có một tờ giấy, mình ghi ra cái gì cần làm, mình ghi xong mình để qua một bên. Là sao? Vì mình đã ghi vô tấm giấy rồi, khi cần làm liền, không cần phải dùng cái đầu óc suy nghĩ làm chi. Còn chùa mình là nó quen, ví dụ như các cụ già yếu vậy có vòng hộ niệm sẵn. Cụ nào yếu cứ đưa vô vòng hộ niệm rồi bắt đầu là cứ niệm Phật thôi. À, trong chùa thì lúc nào cũng cái tủ để mấy cái mền quang minh sẵn. Cụ nào bà yếu rồi thì hộ niệm mà thấy gần đi lấy cái mền quang minh đắp cho bà rồi là cứ tiếp tục niệm Phật hoài cho bà thì thôi. Chứ không có cái hình thức gì xa vời. Nên những đức hướng dẫn quý vị là quý vị làm được. Nhưng mà ở gia đình mình công việc lu bu phải không? Mình cần cái gì lo cho ông bà cha mẹ của mình ghi ra tấm giấy đi. Mình ghi cho thiệt kỹ, tính cho kỹ rõ ràng rồi xong ghi ra để đó một bên. Xong không suy nghĩ nữa. Bất cứ lúc nào cái sự việc đến là chúng ta theo đó mà làm. Rất là dễ. Đó. Rồi thêm một cái nữa nè. Khi nhà có người mắc, mình đừng bao giờ cái chuyện mà mua hoa, mua đồ nó nhiều chứ. Cái này nó không có lợi ích gì chứ á. Rồi tất cả quý vị về nhà ai có người mắc, quý vị đừng có mua hoa, vòng hoa. Thà quý vị bỏ một chút tiền ra quý vị chấp điếu cho người ta, nó còn có ý nghĩa nữa. Bây giờ thí dụ như đồng tiền này người ta không làm thiện đi, người ta cũng sống trong gia đình người ta được, cũng là lo cho con người, đúng không? Còn hoa thì quý vị biết là cái hình thức một chút vậy thôi. Rồi bắt đầu là 1-2 ngày gì đó, nó úng khỏi gần 1-2 ngày, chúng ta vừa đưa đám xong là lo giải quyết cái vàng hoa này, đúng không? Ta bây giờ 500, 1 triệu gì mình chấp điếu cho người ta rồi có lợi ích hơn. Nó rồi xong cái người mà chủ gia đình đó mà biết cách đó, mình biết sẽ có người chấp điếu, mình đặt một số máy nghe pháp, người đến dự cái đám trong gia đình tức khắc đến dự cái đám đó, mình tặng cho mỗi người chiếc máy nghe pháp, tiền chấp điếu này chuyển qua Phật pháp liền. Rồi mỗi từng thác rủ người ta về niệm Phật, rồi người ta về niệm Phật tặng người ta chiếc máy nghe pháp, bắt niệm Phật để ngay cái chỗ cái sân thiệt là lớn lên, để cho chòm sớm người đi qua kẻ đi lại được gieo duyên nghe câu Phật hiệu. Thì ông bà cha mẹ mình mắc mà được niệm Phật vậy, cái công đức này rất là lớn, hồi hướng cho ông bà cha mẹ và chính người con cháu trong gia đình này. Làm được như vậy thì người sống được nhờ mà người mắc được lợi. Nó con người đặc biệt nhất là cái gì tính thì cần tính cái xong buông ra liền, không cần suy nghĩ nữa. Những đức là như vậy, thì cái gì cần làm là làm, còn ngoài ra không có suy nghĩ vu vơ. Nên vọng tưởng những đức nó rất ít, rất là ít. Nó cần làm thì làm, tại vì cái khuôn làm nó đã có sẵn. Nên những đức thường nhắc nhở các anh em làm cái gì nữa, cái khuôn là hay lắm. Cái khuôn rất là hay, đơn giản thôi. Chùa mình chỉnh âm thanh để niệm Phật cũng vậy nữa. Chỉ cần quý vị giữ một cái khuôn âm thanh đó là quý vị sẽ tu rất an lạc. Con người mình nó làm thói quen. Ví dụ như cái mức của âm thanh như vậy, khi quý vị tu, tức khắc quý vị tu rất nhẹ nhàng, vì nó quen tông, quen tông. Nhưng mà bữa nay âm thanh này, ngày mai âm thanh kia, nó không hợp tông của mình. Ví dụ như âm thanh nó bắt vừa vừa, mình tu, mình có lực tu. Nhưng mà âm thanh nó bắt quá lớn, khi mình niệm theo, cái bị cái tiếng của âm thanh nó áp cái tiếng niệm của mình, nên mình gống cho nó lớn lên, mình bị mệt. Còn âm thanh mà vừa vừa mình niệm ra được cái tiếng của mình á, mà mình niệm nhẹ thì tức khắc mình niệm được thì nó khỏe. Nên cái âm thanh mà chỉnh cũng vậy, cũng là giữ được cái tông của mình cho ổn định. Nó cũng tu an lạc nữa. Có nghĩa là khi những đức chia sẻ Phật pháp thì nó phải có cái tông của nó. Ví dụ như cái người chỉnh quen rồi tự nhiên nói chuyện nó rất là khỏe. Còn người mà chỉnh không quen rồi tức khắc nó hước lên không nói không nổi. Nó có nghĩa là nó phải có một cái tông như vậy. Thì cuộc sống, cuộc đời của người mình cũng vậy. Nó phải có một cái gì, có lập trường của nó cho thiệt chuẩn, thiệt chuẩn xác. Quý vị để ý nha, bất cứ một con người nào mà khi mình chuyên là mình sẽ giỏi ghê lắm. Một cái nghề nào mà mình chuyên là mình rất là giỏi.
nó chiên rồi là nó giỏi lắm. Nó, mà nó dễ làm mà hướng ta cũng được nữa. Vì cái chiên là có kinh nghiệm. Như chiên tu, chiên làm hay bất cứ một cái gì, chiên nghề thợ mộc hay chiên nghề thợ máy, hay chiên nghề may đồ, hay chiên cái gì là giỏi cái nấy à. Chiên nấu ăn này nhất định người này sẽ có thành công của nấu ăn à. Còn cái gì mà tạp, tạp là chắc chắn là quý vị sẽ không giỏi. Thí dụ như thường con người sống ở thế gian này, người ta có nhiều mơ ước quá, khó thành công lắm. Tất cả những con người mà có nhiều mơ ước là con người này khó thế nào đạt được một cái phương hướng nào. Vì sao? Vì mình cứ bồng bềnh, mình không có mục tiêu. Thí dụ như bây giờ đứa trẻ này là một đứa có tư tưởng đi, lúc nó đi học là nó đã tính nó phải đến một cái nghề nào, nó nghĩ cái nghề này phải làm cái gì, cái nghề này lợi ích cho con người sao, cái nghề này có tư tưởng gì, cái nghề này sao, nó tính cho kỹ rồi nó sẽ chọn cái nghề đó. Nó chọn rất chuẩn xác. Hoặc là một đứa bé này mười mấy tuổi, nó đi hỏi người ta cái nghề đó nó làm sao sao, nó hỏi nhiều người giỏi, hỏi toàn là những người giỏi, nó mới tính ra được cái đáp số ra. Nó đã chọn rồi mà nó hỏi rất nhiều người giỏi về cái nghề đó, tức khắc rồi xong nó mới chọn cái nghề đó và nó quyết tâm nó học để nó đạt đến cái thành quả đó, thì tức khắc đứa bé này sẽ có sự thành công. Nha. Chắc chắn luôn. Còn một con người khi mà làm nó không có định hướng gì hết trơn á, nó cứ suy nghĩ rất là nhiều tư tưởng. Ví dụ như quý vị gặp một người nào đi, nói tôi nè sao nè, tôi sẽ làm cái nghề đó nó cũng dữ dằn lắm, rồi tôi sẽ làm luôn cái nghề đó nó cũng dữ dằn lắm, rồi tôi cũng làm cái nghề đó cũng dữ dằn lắm, rồi gặp cái gì tôi cũng muốn làm hết trơn, tôi sẽ làm. Quý vị coi cái người này sẽ không làm được một cái gì hết trơn. Tại vì sao? Nó không có một phương hướng chuẩn xác. Quý vị học Phật, quý vị cũng thấy có những người không, cái gì tôi cũng biết hết trơn à, mà cuối cùng là tôi không biết tu làm sao luôn. Thấy không? Cái gì cũng biết nhưng mà cuối cùng tôi không biết tu làm sao luôn nữa. Đó, thà chúng ta biết một tiêu chuẩn nào gọi là chuyên, chuyên thì nhất định sẽ có sự thành công. Những đức đi tu, những đức niệm Phật 11 năm nay, hơn 11 năm nay, là quý vị thấy có tư tưởng để hướng dẫn người khác liền đấy chưa? Vì sao? Vì những đức chuyên. Nếu như cả đời những đức mà chuyên như vậy thì những đức sẽ có một thành quả rất là lớn. Còn nếu như những đức có thường thay đổi hoài thì những đức sẽ không có thành quả. Giống như một người đi học mà vừa lên lớp 2, cuối cùng quay lại lớp 1, cứ làm hoài lớp 2 và lớp 1. Giống như một người đứng chỗ này vừa nhảy tới một bước, vừa lùi lại một bước, nhảy tới một bước, lùi lại một bước. Thì cả đời chúng ta cũng là chúng ta nhảy tới và lùi, nhảy tới rồi lùi, cuối cùng cũng là dẫm chân một chỗ. Đúng không? Đó, nhớ những chỗ này quan trọng lắm á. Nên con người phải có một phương hướng cho nó chuẩn xác. Niệm Phật thì phải chuyên nhất lâu dài. Lâu dài nó mới có thành quả của nó chứ. Nhưng đức cũng bỏ qua thời gian hơn 11 năm nay mà. Quý vị biết những đức rõ ràng là những đức không có đi đâu mà. Những đức được có một cái là những đức đã hưởng được cái sự an lạc khi ở một nơi. Nó hưởng được sự an lạc khi ở một nơi. Hồi tối có cô này cô chia sẻ những đức câu cũng hay ghê. Cô nói một câu, cô nói vậy nè. Lúc trước con thấy có những người người ta nói thầy này kia, con thấy thầy bình tĩnh ghê luôn. Thầy không có nói tới gì chứ con thấy thầy công nhận đặc biệt thiệt. Nhưng mà kỳ sau nữa con thấy người ta nói thầy thì thầy lại kích động. Thầy nên rút kinh nghiệm lại coi chừng. Không. Dù là mình hướng dẫn người ta mà người ta nhắc một câu rất là hay, quý vị công nhận không? Thí dụ như những đứa coi Tam Quốc đi. Lúc Lưu Bị còn nghèo khổ, cái sức định của Lưu Bị nó ghê lắm. Nhưng mà khi Lưu Bị làm vua rồi tự nhiên Lưu Bị không nghe Gia Cát Lượng nữa. Tại vì Lưu Bị thấy mình có thành quả lớn quá, nên cuối cùng cái tâm của Lưu Bị nó ngã mạn, nên Lưu Bị bị thất bại. Nên con người thường là có thành quả là mình ưa mất đi cái tâm ban đầu lắm quý vị. Hiểu không? Nên phải cần được người ta nhắc nhở mình. Đó, quý vị biết rằng lần trước người ta nói này nói kia, những đức không có coi tới. Nhiều người kêu những đức coi nhưng những đức không có coi. Không coi nên những đức không biết. Nên những đức cứ giữ được cái tâm chính mình hoài. Lần này thì người ta chăm chọt những đức coi. Coi xong những đức thấy tức thì nó bị kích động liền. Nên con người mình phàm phu tốt nhất, những cái gì không cần nghe đừng có nghe. Đúng không? Cũng là bài học kinh nghiệm đó chứ quý vị. Cái gì không cần nghe đừng có nghe, chi cho nó mệt. Đúng không? Nhất là cái thị phi đừng có nên nghe. Quý vị đừng có nói rằng tôi nghe là tôi giữ được cái tâm, chưa chắc. Tại vì trong cái chủng tử mà tạp loạn của mình nó nhiều quá, cái chủng tử mà vọng tưởng mình nhiều quá, mà cái hạt giống mà gọi là hư hỏng của mình bên trong quá nhiều, nên mình khi nghe cái nhân bên ngoài là cái thành quả bên trong nó sẽ xuất hiện ra, không nói chứ. Tốt nhất là cái gì mà không cần thiết nghe đừng có nghe. Nên tại sao những đức có thể mà tu pháp môn Tịnh Độ này hơn 11 năm nay mà không thay đổi? Chỉ đúng một chỗ là những đức nghĩ rằng các pháp khác mình tu không có được. Chỉ nghĩ như vậy thôi thì cuối cùng cái tu hoài pháp môn Tịnh Độ chứ không gì chứ nha. Cái tu hoài pháp môn Tịnh Độ này có một đoạn hồi sáng như đức có đọc nè.
Thầy cho nên chuộng nghĩa lý, ưa lý luận. Người tu xưng danh niệm Phật thì nên trở thành một kẻ chẳng biết một chữ nào, thị phi chẳng hay, để sáng tối mà niệm Phật. Thấy chưa? Cái người niệm Phật á, chư tổ sư nói rằng quý vị nên là giống như một người không biết một chữ nào, nhưng không biết gì thì niệm Phật cả đời niệm không thay đổi. Nó không muốn biết thêm gì nữa, chỉ muốn niệm Phật thôi. Quý vị đừng có nói là cái người niệm Phật mà họ không biết cái gì mà họ giữ câu Phật hiệu niệm hoài nha. Tại vì họ biết cái pháp môn tịnh độ này lợi ích lớn. Tuy nhìn thì thấy vô cùng đơn giản, mà trong cái đơn giản nó có cái phi thường nằm bên trong. Đơn giản ai cũng dùng được nên nó lợi ích lớn vô cùng, nó có cái phi thường bên trong. Mà nhiều người mình thì cho rằng mình thông minh, mình hiểu biết nhiều nên mình làm cái đơn giản này sợ người ta cười mình nên mình phải làm cái phi thường. Nhưng không ngờ mình làm cái phi thường mình làm không có được. Mà cái phi thường đó hướng người cũng không được. Nên từ nơi đó cái đơn giản có cái phi thường bên trong. Thí dụ như một cái nghề mà ai cũng có thể làm được thì cái nghề này là cái nghề lớn lao và đặc biệt nhất. Còn cái nghề mà chỉ có một hai người làm được, còn nhiều người không làm được vì cái nghề này chưa phải đặc biệt. Giống như một món ăn mà ai cũng có thể dùng nó để sống, vậy thì món ăn này là món ăn đặc sắc. Món ăn đặc sắc nhất là món ăn gì? Là cơm. Đúng rồi quý vị, cơm là thông dụng nhất. Giàu nghèo gì cũng ăn cơm. Đất nước nào không ăn cơm là một đất nước nghèo cùng. Đừng có nói là phát triển. Tại vì mày bỏ cơm nên mày sẽ bị bệnh te tua. Một là béo phì, hai là nhất định già cả, bệnh hoạn đủ thứ. Mày bỏ cơm, hiểu không? Nên từ nơi đó là gì? Cơm là thông dụng nhất. Nên tất cả những cái gì quý vị nói rằng nó là một cái bổ dưỡng hoặc nó là một cái dưỡng sinh đặc biệt nhất, nếu bỏ cơm thì cái việc này không phải. Nếu là bỏ cơm thì quý vị là đi ngược để định luật. Tại vì con người đa phần 10 người á thì người ta đã là 10 người ăn cơm rồi. Nếu quý vị là người ăn cơm nhất định là người thông dụng. Còn nếu như quý vị mà không ăn cơm thì quý vị sẽ không thông dụng. Thí dụ như bây giờ có những người tu người ta không ăn cơm, người ta ăn những cái phương pháp dưỡng sinh này kia. Quý vị đi đến đâu quý vị sẽ không được thông dụng. Vì sao? Vì ít có người ăn như vậy. Còn người ăn cơm thì ai cũng là ăn cơm, nên chúng ta ăn cơm là được thông dụng. Thấy đặc biệt không? Điều pháp tu cũng vậy. Pháp môn niệm Phật là pháp thông dụng nè. Vì sao? Vì ai cũng tu được. Pháp môn niệm Phật ai cũng tu được. Nên tổ sư mới nói là đi đứng nằm ngồi thường niệm Phật đó. Đi đứng nằm ngồi thường niệm Phật, cứ nhắc mình gì hoài để mình hấp thụ được những cái tinh hoa mà Phật và tổ dạy mình, nhìn nhận được cái lợi ích lớn vô cùng của người niệm Phật. Niệm Phật lợi ích lớn mà. Quý vị biết nếu như những đức không niệm Phật, những đức lấy cái gì chia sẻ cho vị nghe mỗi ngày? Những đức nói cho vị nghe, dù quý vị có giỏi cái nào giỏi nhưng mà quý vị sẽ hết văn tự. Chỉ có cái niệm Phật không có hết văn tự. Vì sao? Vì quý vị không có khả năng đột phá vào thế giới cực lạc được. Cái nguyện của Di Đà quý vị nói không có hết. Vì sao? Vì không có đột phá được. Chúng ta chỉ là nương vào trí tuệ của các ngài để nói thôi, nói không có hết. Nên cái công đức niệm Phật lạ lắm. Quý vị coi cái người mà nói văn tự giỏi, họ sẽ cực khổ động não để tìm văn tự, đúng không? Nhưng cái người niệm Phật giỏi sẽ không cần động não để tìm văn tự. Vì sao? Vì văn tự của niệm Phật là chỉ có niệm Phật. Từ nơi đó không cần phải tìm ra những văn tự cho nó hay. Chỉ cần niệm Phật và khuyên người ta niệm Phật. Lúc khuyên người ta niệm Phật thì tự nhiên phát xuất văn tự. Văn tự này hoàn toàn là tự nhiên phát xuất từ ngay niệm Phật mà ra văn tự. Nên cái người mà không niệm Phật sẽ đi tìm văn tự rất là cực. Và quý vị động não rất là cực, quý vị sẽ không thể nào mỗi ngày mà giảng pháp được. Còn cái người mà chuyên nhất niệm Phật nhất định mỗi ngày giảng pháp được. Vì sao? Vì chỉ có khuyên người ta niệm Phật. Lúc khuyên người ta niệm Phật thì phát xuất ra cái văn tự. Mà lúc chúng ta gặp cảnh, gặp duyên, thuận nghịch thì từ ngay cái niệm Phật giải quyết được. Vì niệm Phật là thuốc. Thì tức khắc lúc đó chúng ta lấy cái bệnh của vọng tưởng, lấy cái bệnh của khổ đau, lấy cái bệnh của trở ngại, lấy cái bệnh của châm chích, và lấy viên thuốc chỉ là viên thuốc gì? A-di-đà.
Thì công nhận đặc biệt chưa? Nó rõ ràng là lúc nào đi đến đây quý vị cũng nghe được. Lúc nào đi đến đây cũng nghe được là nói như vậy nè. À, niệm Phật mà. Nó ở bển hồi sáng tới giờ làm gì? Niệm Phật. Niệm Phật mỏi mắt chút ngủ giấc luôn. Ừ? Khỏe ghê không? Vô cùng là đặc biệt như vậy đó quý vị. Trong khi một chút qua chia sẻ Phật Pháp mà niệm Phật một chút mỏi mắt ngủ giấc, xong tới giờ qua đây chia sẻ Phật Pháp, thấy thích thú chưa? Vô cùng tự tại. Không có một chút gì bận tâm là một chút qua nói cái gì chứ. Những đứa không bận tâm nên những đứa nằm xuống niệm Phật, nằm một chút là những đứa ngủ không nói chứ. Một tiếng đồng hồ khỏe re ngon lành luôn. Nó qua sảng khoái vô cùng, đầy đủ năng lượng để chia sẻ Phật Pháp với quý vị luôn. Nếu mà nãy giờ bên kia mà banh não để mà suy nghĩ thì qua đây, qua đây nó quên mất tiêu chứ nha. Vì banh não là nó bất bất an. Khi nó bất an rồi qua đây gặp quý vị bị nhìn cái à, đâu hết trời 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 nói cái gì đấy, quên mất tiêu. Quý vị coi á, có nhiều người chúng ta khi muốn nói chuyện với ai suy nghĩ một chút, tôi đến gặp người đó tôi sẽ nói cái gì, gặp chủ này tôi sẽ nói cái gì, gặp cô đó tôi sẽ nói cái gì, gặp anh chàng đó tôi nói cái gì. Vừa gặp một cái người ta vừa gặp mình ta chào mình, ta nói chào anh à, à. Mất tiêu hết trơn rồi. Thấy chưa à, nó rõ ràng. Còn nếu như quý vị mà giữ cái tâm niệm Phật, quý vị không cần suy nghĩ nói cái gì, nhưng vừa gặp người đó thì cái cảm giác nó cùng tần số, nó sẽ nói cái gì lúc đó nó sẽ tự nên nói. Mà nó tự nhiên thì rất là hay, quý vị coi phải là tự nhiên dễ thương không? Tự nhiên là dễ thương nhất, nên cứ niệm Phật đi thì gặp sẽ tự nhiên thôi. Còn nếu như mà bất an lo âu thì gặp nó sẽ không tự nhiên, dù có nói nó cũng bẻ mờ bẻ miệng nữa, bẻ giết muốn méo miệng luôn. Nên nhiều người chúng ta sanh ở cõi đời này mà tai biến bệnh hoạn là do bẻ mà ra. Cái miệng gì thì cứ để y nguyên đi, đừng có bẻ bẻ nó méo á. Nó thật á. Nó bẻ đông bẻ tay bẻ với nó méo cái miệng luôn. Nó, chúng ta cứ bình thường đi, nhất định là cơ thể chúng ta sẽ tốt thôi, phải không? Bình muốn bình thường được thì phải làm sao? Niệm Phật. Nên nó là niệm Phật là viên thuốc đặc biệt trị bá bệnh cho chúng sanh. Pháp môn tịnh độ này là cứu khổ cứu nạn ở chúng sanh trong thời mạt pháp này nè. Cứu khổ cứu nạn ở chúng sanh thời mạt pháp nè. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị ha, luôn luôn sống an lạc và cố gắng niệm Phật để đời này chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. Dạ A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni quý Phật tử về đây tu tập rất là đông, nên chúng ta nương vào cái đại chúng này để mà tu phước tu duyên đặc biệt. Vừa nghe chia sẻ Phật Pháp xong, chúng ta được lễ Phật rồi cúng đi thực rồi phóng sanh. Ở nhà mình có khi mình làm đám giỗ cho cha mẹ, cũng một số người ít thôi mà cũng đâu phải ai cũng tu gì, nên khi mình cúng kiến không thể nào bằng mà mỗi tuần mà ở đây cúng được. Nên có những người mang cái nghiệp phá thai mà mình đã lỡ mang cái nghiệp đó rồi. Cái nghiệp phá thai là cái nghiệp đáng sợ lắm. Vì đây là cái nghiệp giết người mà. Mà giết ai? Giết con mình. Con nó đến với mình á, có khi nó đến nó báo ơn mà mình đâu có biết đâu, mình giết nó nên thành báo oán. Có những đứa nó đến nó báo oán, mình giết nó thành nợ chắc chồng. Nên những cái người mà mang nghiệp phá thai, gia đạo thường không ổn định. Và con cái thường ngỗ nghịch với mình đáng sợ lắm. Nên đây là cái nghiệp mà rất ghê gớm. Nếu mà đời này mà không quá giải được cái nghiệp này thì chắc chắn là chúng ta phải đọa địa ngục. Tại vì cái nghiệp phá thai là nghiệp giết người. Nên chúng ta nương vào cái đạo tràng mà tu, mà một ngày tu bốn thời xuyên suốt, cái từ trường nó rất là tốt. Và ngày Chủ nhật thì đông người về đây ai cũng hướng thiện. Nên khi mình đi về đây thì trong gia đình mình người thân mà chưa siêu thoát, hoặc là hương linh thai nhi đi theo mình suốt, mình đi đến chùa người ta cũng đi theo, nên người ta về đây người ta nghe pháp nên người ta buông cái tâm hận thù đòi nợ. Người ta nghe thế giới cực lạc tốt như vậy, người ta muốn niệm Phật để sanh về cực lạc. Mình nghe cái tâm mình an lạc, người ta cũng được an lạc.
Mình đến đây tu phước, người ta cũng tu phước. Và khi mình ra đây cúng tế thực thì người ta cũng hưởng tài thọ thực. Vì mình mờ người ta thức ăn, khi mà tu tập xong hết mình mờ người ta giống như một chút. Xong hết quý vị, những đức mời quý vị xuống nhà ăn ăn cơm vậy đó. Nó có nghĩa là mình không có cúng cái gì mà bài bản quá, nhưng mà cái tâm mình chân thật là mình mờ người ta để dùng tài thọ thực. Và mình nguyện tu hành, có tu hành mà nãy giờ có tu lễ Phật, nên mình nguyện đem công đức này mình hồi hướng từ cầu an cho đến cầu siêu. Dù là mình không ghi tấm giấy nào hết, nhưng mà cái tâm của mỗi người chúng ta đang muốn cầu an cho người thân, vì tâm mình đang an cầu an được. Và tâm mình không bị ngũ dục lục trần buộc ràng, mình muốn cầu siêu tại ngay cái tâm mình muốn siêu thoát nên cầu siêu được. Nên cái đại chúng này cầu an và cầu siêu là thù thắng nhất, lợi mình và lợi cho tất cả những người mắc chưa được siêu thoát. Nên chúng ta tu tập như vậy, đem công đức niệm Phật, nghe pháp, phóng sanh, cúng tế thực này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng, và cầu nguyện cho gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật tu hành, tin sâu nhân quả và chí thành niệm Phật để đời này cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đời này hay nhiều đời nhiều kiếp mắc mà chưa siêu thoát, hay anh chị em thân bằng quyến thuộc, hay hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, hay tất cả những người chết oan ức từ uống thuốc sâu, hay là chúng ta nhảy lầu tự tử, té sông, hay là xe đụng chết bất đắc kỳ tử chưa được siêu thoát, được thừa hưởng những công đức này, đều biết niệm Phật, nghe được nguyện lực Di Đà, phát tâm Bồ Đề, chí thành niệm Phật, không có mang cái tâm mà muốn bắt người ta để bắt người ta thấy thân. Cái gì cái tâm đó thì nó khổ đau triền miên, không có được siêu thoát, khổ lắm. Nên bây giờ nghe được nguyện lực Đức Phật A Di Đà, chỉ cần niệm danh hiệu Ngài, Ngài tiếp dẫn về thế giới Cực Lạc. Nên chư hương linh nên phát Bồ Đề tâm niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù. Có khi thích ở thì ở lại chùa, mỗi ngày được tu hành, người ta tu hành xong hồi hướng cho mình. Và mỗi ngày chùa mình đều có cúng tế thực, quý vị ở đây hưởng tài thọ thực, niệm Phật tu hành để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, thự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng hữu tình chung ngã kim tí như cung, thự thực biến thập phương nhất thiết hữu tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim ti như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An mộ lụng lăng ta bà, an mộ lụng lăng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà phá việt nhẫn ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phá việt nhẫn ra hồng, phá việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát, nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con này sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thất Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia, văn tập tại tổ đình hậu pháp, pháp bộ đề tâm, một các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tam bảo, nhất tâm niệm Phật hậu vãng sanh về thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thủy kiếp đến nay, do tăng miễn ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài của mua các loài chúng sanh này đó là tài thí, khi sanh lên nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh, chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa vàng sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa vàng sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa vàng sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta xuống chai đường đi dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.